Rồi, em xin chào đến tất cả các bác nhé. Điều tiên cũng xin chia sẻ các bác một số tác phẩm. Tác phẩm đầu tiên là Hoàng Anh Mộc, Cốt Phôi. Đấy, Cốt Phôi thì cái cốt này thì thực sự các bác là rất là côn cây. Đấy, chiều bạ thân cốt, độ rụt và độ côn cây. Đấy, lên đây và cổ ngọn này. Đấy. Cây này thì đây đàn đây đấy, rồi sự che cái độ côn kia. Rồi sang bên này cái phần chân gốc này, cái thiên nhiên tạo cho chân bệ rất là côn cây đấy, một cây trực mà độ rụt độ côn như này đấy, bông tàn này đấy, bông tàn ra đây sắp xếp này. Cái này được là cái một cái cây như là một cây cây to như thành như một cây cây trực núi. Em nó đã được cái cốt nó đẹp rồi thì em cắt sửa làm sao để cho nó côn cây và tạo những cái điểm mà tay cành cho nó cân đối. Đấy, nhìn phiêu cây lên đây này và những cái đầu kia đấy, côn nên điểm này nó rụt cây đằng kia cái cổ ngọn kìa đấy, nó đánh về đây. Cái này là em cũng cứ chỉnh như này, các bác vào lạt cũng được để cho những cái cành thở nó to to tay ra. Đấy. Rất là nghịch cây và côn cây. Thì qua đây cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác cái cây này. Để em đo kích thước cái cây Hoàng Anh Mộc này nhé. Cái này em không đo sát mê thân rễ nhé. Là đây 1m9 này. Đấy. Nếu đo cả chân rễ nó to. Nói chung cái thân thân sát đấy. Rồi. Tổng độ tàn ra đến đây thì là 1m2 đến đây. Đấy. Chiều cao của cây này từ từ cái cổ ngọn xuống đây là 1m5. Đấy, các bác nhìn những cái cổ ngọn kìa, đưa vào xong rồi ra lắc lên làm sao nó che ấm một côn cây. Nó dẻo mà nó độ côn độ rụt đấy, thì cái cốt này thì cũng xin chia sẻ để cho các bác là 65 triệu này, bao vận chuyển này, chậu rất là to nhé đấy. Và cái một cái cây dáng trực côn như này đấy, trực núi to côn rụt rịt. Rồi tiếp theo sang một cây nữa đấy, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cây sung nhé, một cây sung mà chân bệ nhãn nó dẹt thân lên đây đấy, lên đây và quấn ra đây gấp ra đây hồi ra đây đấy. Này xin chia sẻ các bác một cây sung mà cốt rất là già cây, nó vẹn cây rất là đẹp đấy, lên đây ra đây này, chân nó thích không, chân nó trải đều. Một cây sung trái rất là đẹp đấy, phiêu cây mà nó dẹt thân rất là sai quả ra đây. Đấy. Thân nó vẹn, chân móng. Đấy, cây này thì được cái là những cái tay cành em làm rất là to rồi. Trên chậu là nó vào gần 20 năm rồi. Quả cứ treo, rũ xuống. Rồi, để em đo kích thước báo giá các bác nhé. Cái này là cái vanh vanh thân này, là vào 90 này. Tổng độ tàn cây này ra đây là vào 1m2. Chiều cao của cây này xuống đây là 98. Một cái cốt sung nó vẹn đấy. Nó vẹn thân và nó quấn thân rất là dẹt thây. Cây này thì để cho các bác là 16 triệu bao vận chuyển cho các bác nhé. Cây sung quả rất là đẹp. Rồi qua đây em tiếp theo sang một cây cốt ruối nữa, cốt Hoàng Anh Mộc. Cốt này thì nó là một cái cốt cây đặc biệt là cái Phật củ này. Đây nó là một cái cây mình khai thác thì kiếm được cái cốt nó được này. Đấy, quấn lên đây, gấp lại, đấy, quặn ra đây, ngoặt lên đây, đấy, lên đây. Đấy, cái này em đang có những cái điểm định hình của nó. Cốt rất hay, phiêu cây, được mặt trước mặt sau. Cốt Hoàng Anh Mộc nó nghệ thuật như này, nó xoáy như con ốc này, nó có những cái nét cực kỳ 3D. Đấy. Chia sẻ những cái bác nào mà thích những cái dáng nghệ thuật phiêu cây. Đấy.
tổng vanh thân bệ gốc là nó vào 1,1 m. Phần là thân củ, còn tổng tàn lên đây, tàn sau làm lên đây. Đấy, phiêu cây lên đây thì là vào 88 phân. Độ lùn ngọn thì sau làm lên đây 48 phân. Cái này để cho các bác là 15 triệu này. Đấy. Cây hoàng anh mộc rất là nghịch cây. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cái cốt hoàng anh mộc nữa nhé. Một cái cốt này thì được cái từ cái phần chân bệ nó từ đây nó quay lên đây. Và cái cốt này nó lại quá đặc biệt, nó quái cây này, nó thân nó xoáy đây, quay ra đây, gấp lên. Đấy, lên cái cổ ngọn kia, em nuôi đang giật bên kia. Và một cái tay khuỷu này. Đấy, một tay khuỷu lên đây và làm cái tổng cái cổ ngọn đây. Đấy. Cây này thì nó lại được cái rất là phiêu cây. Cái thân gốc từ bên này nó trườn lại và nó hai thân nó trườn nhau. Nó là một cái cây mà nó thiên nhiên ban tặng rất là đặc biệt đấy. Rất là quái thú và nó một cái là cái đường thân chạy nó lại rất đặc biệt đấy. Nữa sang kia cho các bác xem nó chi tiết một cái cây này. Thì cây này thì nói thật các bác là em khai thác được năm thứ tư rồi nhưng mà nó nhìn nó sâu, nó nhìn mãi không chán, tại vì điểm cây nó khác cái là nó quấn theo nhau, nó đuổi theo nhau đấy, những thân này nó quấn đuổi trên lưng rất là đẹp, nó vẹn lên, vẹn lên và nó trườn ra, nó trườn theo thân bệ trườn ra đây, khuỷu gấp xuống đây đấy, cái tay gấp xuống đây, nhìn nó độ côn cây này đấy. Độ côn cây rất là đẹp, phiêu cây ra đây. Cái cốt ruối mà nó được những cái nét đặc biệt nghệ thuật như thế này. Đấy, thì hôm nay xin chia sẻ đến tất cả các bác cốt gọi là ruối và hoàng anh mộc, nó phiêu và có những cái đặc trưng là thiên nhiên ban tặng. Đấy, đo kích thước cái phần vanh bệ cho cái này nhé. Cái này là vào 2,28 m này. Đấy, cái phần em nuôi đến những cái chân rễ từ đây nó vắt xuống, rễ nó to như kia rồi. Và cái tổng độ tàn cái này 1,28 m. Chiều cao của cây này thì là 88 phân. Đấy, rất là lùn nực và nó lại rất là côn cây. Nó phiêu rồi này. Ra đây. Đấy, cái này thì cũng xin chia sẻ để đến cho các bác là giá 60 triệu bao vận chuyển nhé, trên một cái bể to. Đấy, như cốt phôi hoàng anh mộc nó như này, nó siêu cây, phiêu cây và nghệ thuật, cốt rất là quý. Đấy. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, qua đây thì cũng xin chia sẻ các bác một cái cốt ruối nữa nhé, một cốt ruối rất là hay. Hay là cây này được cái là cái phần thân gốc này nó bay trườn ra đây, nó lên đây. Đấy, ra tận đây trườn lên lên đây cái cổ ngọn này. Đấy, cổ ngọn lên đây. Cốt hoàng anh mộc mà gọi cốt ruối hoàng anh mộc nó thích cái là lá lạo xanh đen răm dày, nuôi nếu nói để mà ruối để làm răm nó là số 1 luôn, khẳng định các bác không có ai là số 2, tại vì răm nó làm thích bộ răm xương nó phê, chẳng biết nói gì. Nhưng mà những cái cây mà để mà tạo tác những cây ruối mà cây hoàng anh mộc này, cái lá nó đẹp chất răm, xong rồi đường chạy để cắt giật răm rích rác thì thôi rồi, các bác nào mà tỉ mỉ làm thì chắc là phê, ngắm mãi không chán cái đường răm nó, chưa nói chọn những cái cốt nó quý như cái này để mình tạo. Rồi để xin chia sẻ các bác cái này, này. Vanh cây này là vào 2,25 m này. Tổng độ tàn ra đây là 1,2 m này. Chiều cao của cây này 72 phân. Một cây siêu dáng, nghệ thật lùn nực và nó có điểm phiêu.
Đấy, cái này để cho các bác là 26 triệu 500 bao vận chuyển cho các bác nhé. Đấy, cút Hoàng Anh Mộc rất là hay, cây nó ổn rồi. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cái cốt gạo nhé. Một cái cốt gạo mà cây gạo quê hương các bác biết rồi. Cái này thì sự các bác này, nó có cái điểm là ở từ suối đá. Đấy, thác nước là mình khai thác được, nó chân nó quận vào đây, nó vè ra đây. Đấy, nó gấp lên đây. Đấy, cái bìu này gấp đây nó vè hết rồi, lên đây, hồi lên và lên tổng đây. Nó đổ siêu xuống. Đấy, cây một cây gạo nó nghệ thuật như này và to như này. Đấy, không có nhìn cả mặt trước mặt sau. Các bác nhìn cái dáng cây nó đặc trưng là cực kỳ nghệ thuật. Độ côn, độ phiêu và độ ngọn rất là hay. Đấy, mà dáng nó nghệ thuật siêu siêu hay quái thú. Mà dòng này nhá thì các bác là hoa rất là nhiều luôn. Giờ ăn Tết là phải có phải vài chục bông hoa. Đấy. Giờ cũng đo kích thước nhá cho các bác xem cây này này. Vành bệ đây 2m1 này, vành độc cái thân chỗ đoạn cổ cổ này là 1m4 này. Đấy. Tổng độ tàn ra đây là 1m2, chiều cao của cây này là 82 phân. Đấy. Cũng xin chia sẻ các bác như cây này để cho các bác là 32 triệu bao vận chuyển các bác nhé. Cốt gạo đẹp như này, duyên dáng. Mà các bác trang trí vườn này có một cây ra hoa rất là đẹp. Nhưng nói khẳng định các bác, những cây này mà các bác đã chơi rồi, sau mà nó ra hoa các bác chán luôn, chẳng bao giờ ai giả cao chẳng bán. Rất là đẹp, ve rồi. Tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cái cốt Hoàng Anh Mộc nữa nhé. Một cái cốt này thì được cái là nó lùn, thân bệ này. Đấy, thân bệ ra đây này. Chõi cây rất là đẹp, cây ăn đây phiêu cây gặp đây. Đấy, chõi dài chân bệ. Đấy, một cây cốt Hoàng Anh Mộc lùn nực và côn có những cái điểm già cây lún cây này. Đấy. Vẹn dính đây, lên đây, gấp lại, xuống đây, và nó dẹt bệ xuống đây, thân xuống đây, chân bệ. Cây Hoàng Anh Mộc lùn lực. Đó, cái trước báo giá các bác cây này nhá, 90 vành bệ này. Tổng độ tàn ra đây là 70 này. Chiều cao của cây này là 70 này. Đấy, chiều cao 70. Qua đây thì cũng xin chia sẻ các bác cây này để cho các bác 12 triệu này, bao vận chuyển cho các bác nhé. Cốt rất côn cây. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cây cốt Hoàng Anh Mộc nữa nhé. Em đặc sản Hoàng Anh Mộc. Đấy, này cốt Hoàng Anh Mộc này rất là quái cây, chân bệ rất là trải. Đấy, lên đây điểm gấp của cây nó lên đây, gù ra gấp lại bay ra phiêu cây và cái cổ ngọn lên đây. Đấy, rất là chiều tượng. Cây này thì được cái chân bệ dễ xuống đây, gập ra. Đấy, phiêu cây. Rồi, qua đây các bác nhìn này, những cái phần chân rễ này, lên đây, gấp xuống này, độ trườn cây. Đấy, côn mép, phiêu cây. Như này, những cái cốt mà Hoàng Anh Mộc mà nó được những cái điểm cây mà nó, những cái cây khai thác được thiên nhiên tạo cho được như thế này, thì nó có một vấn đề, nó đặc biệt, nó như là một cái cây quái. Này thì các bác nhìn này, nó xù xì, chân bệ rất là đẹp, nó phiêu cây. Đấy, nhìn xa, nhìn gần, nhìn những cây như thế này, các bác nhìn thấy có phải bé đâu. Đấy, em đo cho các bác đây là 1m38, chân rễ 1m38 này. Và tổng độ tàn sau này làm phiêu phiêu đến đây này, là 1m này. Chiều cao của cây này nhá, chiều cao của cây này là 72 phân này.
đấy, làm độ ngọn rất là lùn cây. Đấy, qua đây cũng xin chia sẻ các bác cây này để cho có 26 triệu bao vận chuyển các bác nhé. Đấy, một cốt hoàng anh mộc rất là đẹp. Rồi em tiếp theo sang cây nữa. Đấy, rồi xin chia sẻ các bác với cốt hoàng anh mộc này nữa nhé. Cốt này là cốt tỳ đá rất là hay. Đấy, quay sang nửa bên này cho các bác nhìn này. Cốt này nó được cái này, chân bệ này, từ bên này nó khuỳu này, như một nợ con ốc xoáy lại, gấp lại đây, lên đây, có cổ ngọn. Thấy chưa? Nhìn một cái cây mà nó đặc trưng là nó có những cái nét rất là đặc biệt. Sự lùn lực và sự đặc biệt của nó thiên nhiên ban tặng cho. Những cái điểm nhè, điểm đá của nó rất hay. Đấy, máy quay vừa quay để vừa đo kích thước báo giá các bác nhé. Đây này, vanh theo chân bệ là 1m1 này. Tổng độ tàn ra đây các bác nhìn thấy 70 này. Chiều cao từ miệng lên đây là 40 phân này. Rất là lùn. Còn nó xoáy theo thân gốc này. Đấy, trở lên. Cái này để cho các bác 12 triệu này, bao vận chuyển cho các bác nhé. Cốt rất là đẹp. Rất là lạ dáng và nó quý cái cốt này. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cây hoàng anh mộc nữa nhé. Một cây hoàng anh mộc đấy, mà được cái cây này thì đặc biệt là nó từ đây nó lùn cây đấy, cốt lên đây nó ra đây rất là phiêu cây đấy, cái nét tự nhiên của cây đấy, ban tặng cho những cái nét cây nó đặc sắc như này đấy, nó trải ra đây, nó gù đây. Phần chân cổ nó lại siêu dáng, nó đẹp như này. Ra đây. Cho các bác này, nhìn này. Nhìn cái cốt mà thiên nhiên tạo cho nó hay này, nó trải dài chân bệ như này đấy. Rất là phiêu cây. Các bác thích làm một cái cây phối cầu cũng được đây, nó có một cái độ thông bay gập sang đây đấy. Quan trọng cây này nó được cái độ trườn cây rất là hay. Đầu cắt là nó rụt hết rồi, đầu to hết nhé. Bây giờ em đang để cũng chia sẻ các bác nào yêu thích thì em để cho. Đấy, gỡ sang bên kia này, nó kích thước cho các bác cái này nhé, cái này là 1m7 này, quanh chân rễ 1m7, tổng độ tàn các bác nhìn lên ra đây nó 80, chiều cao từ miệng lên là 42 phân. Đấy, cái này thì để cho các bác là 20 triệu bao vận chuyển các bác nhé. Đấy, cốt hoàng anh mộc rất là hay, đặc biệt độ côn rụt rịt đấy, đầu to xử lý hết này. Rồi tiếp theo sang một cây nữa đấy, cũng xin chia sẻ các bác cái cây hoàng anh mộc này nữa nhé. Cái là đặc biệt cây này nó lên đây và điểm cây rất hay, nó trông nó như một con quái thú đấy. Còn lên đây cái cốt như này thật sự là thiên nhiên tạo cho, nó rất là hiếm đấy. Đấy, trông người các bác bảo trông như nó một cái đấy, một tích nó bay ra gặp ra đây, nó dẹt thân lên đây cổ ngọ đấy, nó quái thú. Những cái đồ mà đặc biệt như thế này thì nó là đồ vô giá, nó khẳng định các bác là nó đặc biệt đấy, mà thiên nhiên nó ban tặng nha. Đấy, nó ghi vào đá nó hóa giải nhìn những cây mà nó đẹp như này. Vì sao đây cũng xin chia sẻ các bác cái cốt cây này nhé. Cốt hoàng anh mộc rất là hay. Để em đo kích thước báo giá các bác này. Cái này là vanh đây là 98 này, theo chân rễ này. Tổng độ tàn ra đây là 50 này. Chiều cao của 50 này. Giá để cho các bác là 8 triệu bao vận chuyển nhé, trên một cái bể rồi. Đấy, tiếp theo xem một cây nữa. Đấy, qua đây cũng xin chia sẻ các bác một cái cốt hoàng anh mộc nữa nhé. Cái cốt này có cốt cổ, cốt lùn. Đấy, các bác biết rằng là cốt cổ thì
Cái cốt này là cái cốt mà thực sự là mua thì người ta nuôi đã bao năm trên chậu rồi. Đấy, quận lại đây, gấp lên đây, lên đây. Vì sao những cái tay cành ngày xưa làm nó dài, nó đốn ngắn lại, giật, đấy, giật bông rồi. Đường bông ra, nó rích rác vào một cái tay huyền xuống, cái cổ ngọn lên này. Cái này thì thứ nhất là cổ lùn, đấy. Xong rồi được cái là cái đường cua cổ ngọn nó cân đối rồi, cả mặt trước mặt sau rất là đẹp nhé. Đấy, cây dáng rất là phiêu, cây nghệ thuật, nó có độ trườn cây, dáng cái nét rất là đấy, đặc biệt đấy. Đấy, chân bệ trải ra đây, mình qua đây cũng xin chia sẻ các bác cái cốt này nhé. Em đo kích thước báo giá các bác này, cây này là 1m1 tổng độ tàn ra đây là 68. Chiều cao của cây này là 48. Giá này để cho các bác 14 triệu 500 này. Đấy. Bao vận chuyển cho các bác nhé. Một cái cốt to lùn nực như này để các bác chơi, vừa tầm tiền chơi. Những cây mà nghệ thuật như này thì các bác thứ nhất là chọn được cốt nó đã đẹp rồi. Đấy. Lựa cốt xong làm răm cày để chơi. Rồi, cuối video rồi. Một lời cảm ơn đến tất cả các bác đã theo dõi video. Em xin chào tất cả các bác nhé. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.